Đây các bạn điện có một cái cầu chì, hai ba cái công tắc bật cho ba cái đèn và một cái ổ cắm để cắm thiết bị sử dụng PCB này. Thì dây nóng sẽ đi vào cầu chì, cầu chì sẽ đi qua công tắc, công tắc sẽ đi lên bật cho các cái đèn. CV sẽ đi xuống cầu chì, nóng từ CV đi xuống cầu chì, cầu chì sẽ nối qua cái công tắc thứ nhất, sẽ nối vào công tắc thứ hai, nối vào cái công tắc thứ ba rồi, nó sẽ nối vào cái một đầu của ổ cắm, vào bên này của ổ cắm này. Này nó chờ ở đây, mắt sẽ đi vào đầu còn lại của cái ổ cắm, cấp nguồn cho ổ cắm này. Và mắt đi lên các cái đèn, mắt đi lên các cái ba cái đèn chờ ở trên này, sẽ kéo một cái mắt, kéo một cái mắt đây, xong rồi sẽ phóng một cái thằng này đi vào đèn này, đi vào đèn này. Mát đi vào đèn này, bây giờ nóng đang chờ ở đây này, nó đi lên trên này để nó điều khiển đèn nóng, sẽ từ lấy sau cái thằng này, sau thằng này sẽ đi lên đèn, sẽ phóng lên bán thằng đèn này. Tiếp tục phóng lên đèn đèn nào, phóng lên đèn thứ hai, phóng lên một ba còn còn lắm nóng là đi vào cầu chì nào, sau cầu chì sẽ đi vào cái tầng cấp cho ổ cắm này, cấp cho công tắc này. Mát này, mát đi còn mát đèn này, mát vào đây này, cái này đủ nguồn này. Còn công tắc thì sẽ điều khiển cho từng đèn một, đèn này, đèn này. Xong rồi.